huấn luyện viên Bùi Huy Châm của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng được cung kính gọi là lão đại của giới bóng chuyền Việt Nam trong cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Hơn 50 năm gắn bó với trái bóng vàng xanh, từng kinh qua rất nhiều đội bóng trong lẫn ngoài nước với vai trò huấn luyện, ông vẫn giữ vững được phong độ của mình trong công việc và mang lại không ít thành tích cho các đội bóng của mình. Trước khi đến với nghiệp gõ đầu trẻ, huấn luyện viên Bùi Huy Châm cũng từng là một vận động viên và đã trót yêu bóng chuyền ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi tập bóng chuyền khá sớm, từ đến năm 14-15 tôi đã tập rồi. Tôi quê ở Nam Định, sau đó thì Nam Định phong trào bóng chuyền không phát triển lắm. Thì tôi sang bên Thái Bình, tôi tập với các anh ở bên Thái Bình. Thế cho đến năm tôi vào đại học thì tôi đã là vận động viên rồi. Thế do vậy cho nên là tôi phát triển tiếp tục cho đến tận bây giờ, tức là phải đến hơn 50 năm rồi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục theo bóng chuyền. Bởi bóng chuyền nó là môn thể thao tập thể, nó gắn bó, nó giống như bóng rổ với bóng đá. Thế do vậy cho nên môn thể thao tập thể thì ngoài kỹ thuật cá nhân ra, nó phải có một sự gắn bó trong đội hình. Thế và nếu trình độ lên cao nữa thì nó phải có lối đánh, và xong lên cao nữa thì tức là nó có cái đẳng cấp rồi, thì là nó có sự phân biệt rất rõ ràng giữa vận động viên cấp thấp với cấp cao. Do vậy cho nên là muốn phấn đấu lên trên thì trong giai đoạn vận động viên thì tôi phải rất là cố gắng học hành tập luyện cho nghiêm chỉnh, và xong sau đó phải học cách huấn luyện của người ta để tôi huấn luyện từ dưới lên, và tôi cũng là huấn luyện khá nhiều đội. Thế do vậy cho nên tôi nắm được các cái tình hình, cho nên tôi rất là say mê và tôi không huấn luyện vì cái gì cả, chỉ là vì thành tích thể thao thôi. Đã. Với từng ấy năm kinh nghiệm, khó có một vấn đề trong huấn luyện nào đối với bóng chuyền Việt Nam lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của ông. Trong câu chuyện phát triển vận động viên bóng chuyền ở Việt Nam, huấn luyện viên Bùi Huy Châm hiểu rõ những gì đang xảy ra với những lứa kế thừa. Tuy nhiên, qua lời diễn đạt của ông, mọi thứ lại trở nên rất nhẹ nhàng mà sâu sắc, và không quên gửi gắm những mong mỏi của bản thân ông. Vận động viên cái ngày xưa ấy thì thường dựa chính vào kỹ thuật cá nhân. Trước năm 80 là dựa vào kỹ thuật cá nhân là chính. Thì còn phối hợp đồng đội là hầu như rất ít. Chiến thuật có không có, nhưng mà cái sử dụng chiến thuật rất ít. Thế còn cái lứa vận động viên hiện nay thì rất là giỏi. Giỏi ở cái chỗ ở các đội đều giỏi. Bởi vì các anh được huấn luyện chiến thuật ngay từ sớm, cũng có chuyên môn hóa đấy. Nhưng chuyên hóa cũng khá sớm. Tuy nhiên là cái gắn kết đội hình là rất là chặt chẽ. Thế và tôi nghĩ rằng là cái mong muốn của tôi cũng như những người làm Việt Nam ấy là thành tích thể thao ngày càng cao, và chúng ta chưa được huy chương vàng của Đông Nam Á thì chúng ta phải được huy chương vàng Đông Nam Á. Và nếu như các nước người ta làm được thì tại sao chúng ta lại không có thành tích cao ở châu lục? Thế tôi hy vọng rằng bóng chuyền Việt Nam mà cứ phát triển như này, và nếu như liên đoàn thành phố và liên đoàn Việt Nam lãnh đạo tốt nhé, đặc biệt ở hai khâu. Khâu thứ nhất là huấn luyện nâng cao phải theo cái cách hoàn toàn chuyên nghiệp. Và vấn đề thứ hai nữa ấy, là nâng cao trình độ cái công tác huấn luyện trẻ lên, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ là một trong những nước có cái thành tích bóng chuyền rất là tốt. Với những bộc bạch tâm huyết như thế về bóng chuyền Việt Nam, chúng ta ngầm hiểu vị huấn luyện viên gạo cội này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 75 tuổi đối với huấn luyện viên Bùi Huy Châm vẫn chỉ là một con số. Điều quan trọng là lửa đam mê vẫn luôn rực cháy để ông tiếp tục với công việc ưa thích đã 50 năm qua. Hy vọng dưới bàn tay phù thủy của ông sẽ có thêm nhiều lứa vận động viên tài năng được rèn giũa để phục vụ cho đội tuyển quốc gia và cải thiện thành tích của bóng chuyền nước nhà trên đấu trường quốc tế.